Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Tottenham và câu lạc bộ Everton. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 18 giải ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 23 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Tottenham sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Everton với mức kèo là 0,75, mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0,5, mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Tottenham và Everton, Tottenham đang bất bại trước Everton với 2 trận thắng và 3 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Tottenham, Tottenham thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Everton, Everton đang bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Everton. Tuy nhiên thì sẽ lựa cái mức kèo phụ cho nó an toàn hơn, đó là Everton được chấp một trái nha. Vì sao? Mặc dù trận này Everton phải đi làm khách và còn bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Tottenham thì mình thấy là Everton họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa thì lựa mức kèo phụ là Everton được chấp một trái đi nếu như trận này hai đội kết thúc với một tỷ số hòa, hoặc là Everton có để thất bại trước Tottenham với cách biệt là một bàn thì chúng ta chọn Everton, chúng ta cũng chỉ từ quê kèo đến thắng kèo mà thôi. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Cái phong độ thi đấu của Everton thời gian vừa qua nó cũng vô cùng ấn tượng luôn. Và ở lượt trận này tiếp tục Everton họ sẽ có được lực lượng mạnh nhất, thì biết đâu đây sẽ là lần đầu tiên cho Everton đá bại được Tottenham thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Everton, lỡ mức kèo được chấp một trái mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75. Thì những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì thường cũng không có nhiều bàn thắng, với lại là mình thấy là hàng thủ của hai đội đang chơi tốt và để thủng lưới cũng không nhiều. Dự đoán trận cầu này sẽ là trận cầu tẻ nhạt và ít bàn thắng được ghi. Có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa một đều hoặc 1-0 nghiêng về cho Everton. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3 hoặc là 3,25 nha. Còn nếu như mà các bạn không tin tưởng vào Everton trận này, các bạn ưu tiên chọn kèo xỉu không cũng được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Do đó hiệp 1 với phong độ đang ổn định và hàng phòng ngự đang chơi tốt thời gian vừa qua thì có thể là hiệp 1 Everton họ cũng sẽ không thua trước Tottenham đâu. Thậm chí là hiệp 1 Everton mới là đội sẽ có bàn thắng dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Everton được chấp nha và đá nhẹ cái xỉu 1,25. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Everton và xỉu. Ở hiệp 1 cũng vậy, ưu tiên chọn xỉu cả trận trận này. Chúc các bạn may mắn.